tiếp tục lên đường với khách hàng với phiên bản Lexotic KM380 Pro. Đây là một cái phiên bản vang cơ lai số quá là hot. Và khi mà em Tùng lên sóng thì em thấy là rất nhiều anh em gọi điện đặt hàng với cả anh em hỏi về các tính năng, thông số, rồi là hỏi rất là chi tiết về cái bộ sản phẩm Lexotic KM380 Plus. Và em cũng đã làm rất nhiều video cụ thể chi tiết cho anh em cái dòng vang này rồi. Và cũng cảm ơn các anh em khách hàng khi ủng hộ cả anh em khi mà lô hàng mới đã bắt đầu về. Lexotic KM380 Pro ngày hôm nay bắt đầu lên đường của em khách hàng với phiên bản vang cơ lai số mới đến từ Lexotic nha. Về thiết kế giao diện hình thức thì chắc cũng không còn gì để nói quá nhiều nữa, bởi hôm trước bên em có làm một video rất cụ thể chi tiết. Hôm nay đi vào phần test chất lượng âm thanh nhiều hơn nhá, để cho các anh em khách hàng đặt hàng, tất cả anh em hôm nay để chúng ta nghe và trải nghiệm âm thanh thực tế đến mỗi sản phẩm này. Còn trước khi đi vào phần test chất lượng âm thanh thì cũng giới thiệu sơ qua một chút nữa về các tính năng để cho anh em mới đăng ký kênh, anh em đang theo dõi, mới theo dõi được cái sản phẩm này, chúng ta biết thêm được một cái mẫu sản phẩm vang cơ lai số chất lượng, sự lựa chọn hoàn hảo cho dàn máy âm thanh gia đình nữa. Về thiết kế giao diện hình thức thì đây sẽ là phiên bản màu đen phay nhôm, có mặt màn hình nằm ngay chính giữa giao diện trung tâm nhá. Tất cả các chức năng thông số hiển thị bằng ký hiệu số hết. Đã có đầy đủ các tính năng hiệu ứng chỉnh cơ cho anh em thao tác chỉnh bằng tô vít và chỉnh bằng nút effect edit, tức là chúng ta chỉnh số và cả chỉnh cơ luôn ở trên mẫu sản phẩm này. Nên thực chất đây là các dòng sản phẩm vang cơ lai số, vang cơ thuần thôi, không cần phải chỉnh qua phần mềm máy tính phức tạp làm gì cả, cũng không cần phải thuê thợ về chỉnh, anh em hoàn toàn có thể tự mình tinh chỉnh. Còn trước mắt là khi gửi hàng đi là bên em đã hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em các hiệu ứng âm thanh rồi, nên không có gì khó khăn khi chúng ta nhận hàng về chúng ta sử dụng luôn. Với 4 phím tính năng âm lượng tổng nằm ngay góc tay phải dễ dàng nhận biết, đó là nhạc này, mic này, echo này, reverb rồi này, 4 phím tính năng tách biệt cho anh em tự mình thao tác và tự mình tinh chỉnh các hiệu ứng âm thanh tổng. Và khi nhận hàng về các bác chỉ cần thao tác vặn cho em các phím tính năng này thôi. Còn lại anh em muốn tự mình tinh chỉnh các hiệu ứng âm thanh, echo, reverb, các bác nhìn cho em, bên cạnh 4 phím tính năng thì sẽ có một nút rất là lớn, đây là nút effect edit để mà chỉnh các hiệu ứng âm thanh. Và các bác nhìn ở góc tay trái màn hình không ạ, có reverb, delay, delay, các dạng bass chúng chép, anh em nhấn vào nút effect này để chỉnh các chế độ thông số nhé, tăng bên phải và giảm bên trái cho em, tăng bên phải này, giảm bên trái này. Ngay lập tức trên mặt màn hình sẽ hiện thị kiệu số, nhấn một lần nữa chúng ta sẽ chuyển sang chế độ khác để cho ta chỉnh này, repeat này, nhấn lần nữa sang delay, chép bass beat, tăng bên phải, giảm bên trái, đấy rất đơn giản. Và ở trên mẫu sản phẩm KM380 Plus có lưu được 16 mode các bác nha, lưu được các tính năng ấy. Các anh em nhớ là đây là một cái dòng sản phẩm vang rất là hiện đại, bởi vì vang số mới lưu được mốt thôi, nhưng vang cơ bây giờ đã lưu được mốt rồi, vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa khi chúng ta có một con vang cơ vừa dễ sử dụng lại vừa lưu được mốt chế độ đó. Với 16 mốt giữ cho em effect edit, chúng ta sẽ có mốt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và đến 16 mốt cho anh em lưu đấy. Và bên em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em một vài mốt đầu tiên cho anh em trải nghiệm rất đơn giản. Và mẫu sản phẩm này thì có đầy đủ các chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại như USB cổng quang, Bluetooth đường dây tín hiệu trắng đỏ cho anh em nhấn input chuyển cổng tín hiệu này, có effect tắt effect hoặc bật effect cho anh em để khi chúng ta đi làm công việc chuyên môn, làm hội nghị cần phát biểu, cần MC, hay là chế độ chống ngú, USB chống ngú tăng khả năng chống ngú tốt cho dàn máy âm thanh. Với các phím tính năng chỉnh tô vít, chúng ta sẽ có chế độ âm thanh bass chung chép của phần mic EQ và nhạc EQ với 57Hz đến tận là 10kHz cho anh em chỉnh bass chung chép phần mic này, bass chung chép phần nhạc rất đơn giản và có thêm điều khiển remote cho các anh em thao tác. Toàn bộ thiết kế phía mặt sau đây, các đường cổng SRS đầu Rainet đã sẵn sàng phục vụ em khách hàng ghép nối tất cả thiết bị âm thanh trong gia đình, ghép nối âm ly, đẩy, đỉnh, vang, loa kéo, mixer đều được cả. Đấy, và sử dụng cho anh em đường cổng mic, chúng ta cắm mic dây, mic không dây. Ok, và ngay bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh thực tế đến từ phiên bản vang cơ lai số quá là hot trong những ngày vừa qua. Lexotic KM380 Plus anh em nhá. 1 2 5 6 7 7 8 9 7 1 2 5 6 7 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8
hiệu âm thanh rất là dày. Đặc biệt là với những em hát kém, rất rất kém thì chúng ta cần nhiều echo hơn. Bởi vì khi mà chúng ta cất lên được ca tiếng hát, giọng hát của mình nó rất là lệch lạc, nó không đi đúng tông giọng và nó không đi đúng tiếng nhạc. Nên là đa phần nó phải có cái đi hơi hiệu ứng kéo dài âm thanh ra, đó là hiệu ứng âm thanh echo của dòng này thì rất là dày echo cho anh em hát kém, hát yếu. Nhưng chưa hết đâu coi nhá, chúng ta những anh em hát hay thì sao ạ? Không phải là những anh em hát hay là không cần echo, chúng ta vẫn cần echo, nhưng chúng ta có thể giảm bớt echo đi và tăng hiệu ứng reverb lên 6 7 8 9 7, reverb thay 5 6 7 8 9 7, đây 5 6 7. Đấy, các bác nghe thử âm thanh reverb chưa? Nó sẽ mang lại cho anh em chất giọng âm thanh thật, và những anh em hát tốt hát hay thì rất cần hiệu ứng reverb này rồi. Và ở trên dòng mang Lexotic KM380 Plus có hiệu ứng reverb sắc tét nhá. Âm thanh echo ngọt ngào dễ chịu và mang lại cho anh em cái sự lịnh tiếng và hát hay hơn bao giờ hết. Và đúng chính xác, đây là dòng sản phẩm đang cơ lại số đang cực kỳ là hot mà bên em Tùng muốn giới thiệu cho anh em người tiêu dùng. Và ngày hôm nay thì cũng lên đường rất là nhiều của anh khách hàng với Lexotic KM380 Plus.
Anh em đang cần mua sản phẩm này, các liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336 để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất đến từ phiên bản Legatic K1380 Plus. À, bên cả anh em, bên em nên được gửi em khách hàng bao phí ship toàn quốc, tặng dây kết nối, hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em tất cả tính năng âm thanh tốt nhất, bảo hành 10 tháng cho anh em khách hàng nhá. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo của em Tùng Audio. Xin chào anh em.